Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học 214 bộ thủ hôm trước. Bộ 61 là bộ tâm, có nghĩa là trái tim. Thì đây đồng thời là một chữ Hán luôn nhá. Và các chữ Hán của bộ tâm này ấy, thường liên quan đến tình cảm và cảm xúc. Ở giữa này, đây là chữ tâm, học ở N5. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở bên tay trái là bộ tâm khi nó được viết ở phần bên trái của các chữ Hán khác. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba. Và ở bên tay phải, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Trông nó khá là giống với lại chữ tiểu đúng nhỉ? Nhưng mà nó có thêm một cái nét thứ tư này nữa. Thì thường là phần bên dưới của Hán tự. Các bạn quan sát các chữ Hán có chứa bộ tâm. Chúng ta có chữ tư, N5 đúng nhỉ? Omo. Chữ cấp N4 isogu, hoặc là trong từ kyukyusha là xe cấp cứu đấy. Chữ luyến của N3 koi là yêu, tình yêu, hoặc là den ai, luyến ái là tình yêu. Chữ ái cũng có bộ tâm luôn nhá. Chữ bố cô ai sợ hãi này, và chữ mộ trong từ ái mộ hâm mộ là chữ Hán N1. Đây các bạn thấy là chữ tư, chữ cấp và chữ luyến có dạng bộ tâm ở giữa. Chữ bố là có dạng bộ tâm ở bên tay trái và chữ mộ có dạng bộ tâm ở bên tay phải. Thì trong ba dạng này thì dạng bộ tâm ở bên tay trái là nhiều nhất, chiếm số lượng nhiều nhất nhé. Ở đây thì nó mình chỉ liệt kê một chữ nhưng mà trong thực tế nó chứa số lượng lớn nhất. Tiếp theo chúng ta có bộ số 62 là bộ qua, có nghĩa là ráo mát. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn. Tuy nhiên đây là một chữ Hán ở cấp cao, chúng ta chưa cần học cái chữ Hán này luôn được, chúng ta chỉ nhớ bộ thủ bộ qua thôi. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các chữ Hán thuộc bộ qua giáo mác này thường liên quan đến đánh nhau, liên quan đến các trận chiến. Các bạn theo dõi, ví dụ chữ chiến N3 tatakau, hoặc là trong từ senso chiến tranh. Chữ ngã N2 là ware ware. Chữ hí là N1. Hí này có nghĩa là vui chơi đúng nhỉ? Ví dụ bạn nào mà thích xem phim hoạt hình Nhật chắc là rất là quen thuộc bộ phim Yu-Gi-Oh đúng không? Nếu mà Hán tự của nó sẽ là chữ du, chữ hí và chữ vương, có nghĩa là bộ vua trò chơi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 63 là bộ hộ. Bộ hộ có nghĩa là cửa, đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số kanji điển hình, chữ sở tokoro N4 này, hoặc là trong từ ba chỗ đúng nhỉ, là địa điểm. Lệ N3 modoru, quay trở lại. Phòng N2, ví dụ trong từ dambo hoặc là từ debo là máy lạnh, hoặc là máy máy dambo là máy sưởi, còn debo là máy lạnh điều hòa chiếu mát đấy. Chữ phi N1 là tobira, là cánh cửa. Thì các bạn thấy là thường nó liên quan đến phòng ốc, vị trí địa điểm đúng không? Tiếp theo chúng ta có bộ 64. Bộ 64 là bộ thủ, đồng thời là một chữ Hán luôn. Đây là một bộ rất quan trọng và chứa nhiều Hán tự, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta có ở dạng bên tay trái là dạng chữ thủ. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở dạng bên tay phải là dạng bộ khi nó ở bên trái cấu thành những các chữ Hán khác. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Trong đó ở dạng bên trái chúng ta sẽ gặp nhiều hơn. Một số Hán tự điển hình các bạn theo dõi này, chữ trì N5 mô sự cầm nắm, hoặc trong từ easy duy trì này. Chữ áp N4 ô sự là đẩy này. Ấn này, đả N3 ưu sự là đánh, bái là ogamu đúng nhỉ, là cúng bái, bái lạy. Chữ kích N1 ưu sự là bắn. Thì các bạn thấy là tất cả những cái chữ Hán có bộ thủ ấy, đây đã liệt kê ấy, nó đều liên quan đến các hoạt động của tay đúng không? Đó, thì thông thường là những cái chữ nào mà thể hiện hoạt động của tay là sẽ chứa cái bộ này nhá. Không phải là tất cả nhưng mà phần lớn là như thế. Tiếp theo chúng ta có bộ 65 là bộ chi. Bộ chi này có nghĩa là nhánh hoặc là cành. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba
Và nét thứ tư, bộ này thì cũng không tạo ra nhiều kanji lắm. Chúng ta có ở đây là chữ chi của N3. Chi này là sasaeru, có nghĩa là chống đỡ, nâng đỡ. Hoặc là trong từ shiten, có nghĩa là chi nhánh cửa hàng. Tiếp theo chúng ta có bộ 66 là bộ phộc. Bộ này nghe tên thì hơi lạ đúng nhỉ? Nó có nghĩa là đánh nhẹ. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thông thường thì những cái bộ này nó thường liên quan đến đánh đúng nhỉ? Ví dụ chữ giáo N4, Oshieru hoặc là Kyoshi giáo viên. Tại sao nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao bộ giáo này lại liên quan đến đánh? Thì thực ra ấy, nó gồm có chữ hiếu ở bên tay trái nhá. Đấy, và bộ phộc ở bên tay phải. Chữ hiếu này trong từ hiếu thuận hiếu thảo và phộc là bên tay phải, có nghĩa là đánh đúng nhỉ? Thì muốn muốn dạy con thành một người hiếu thảo ấy thì đôi khi sẽ cần phải dùng đến đòn roi, roi vọt ngày xưa. Đấy, đấy là ý nghĩa của cái bộ giáo này, của chữ giáo này. Chữ phóng, phóng này trong từ giải phóng, kai hô, hana sự có nghĩa là thả ra. Chữ công, N2, công này trong từ tấn công đúng nhỉ? Hoặc là công kích, kogeki, semeru. Cảm, N1, cảm này trong từ dũng cảm nhé, dư cần. Tiếp theo chúng ta có bộ số 67. Bộ 67 là bộ văn, có nghĩa là văn thơ, văn học. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ văn N4, chữ này sẽ đọc là bưng, ví dụ trong từ bưng ga cự, văn học này, bưng mê là văn minh. Hoặc là mô trong từ moji, văn tự có nghĩa là chữ viết. Đây là chữ ban, Hán tự N1. Ban này trong từ phát ban của tiếng Việt mình ấy, đúng nhỉ? Nó chỉ những cái nốt nổi trên da. Tiếp theo chúng ta có bộ số 68 là bộ đẩu, có nghĩa là cái đấu. Đây đồng thời là một chữ Hán, tuy nhiên chữ Hán này là chữ Hán ở cấp cao. Các bạn học bộ chưa cần học chữ Hán này vội nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba ngang và nét thứ tư. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ liệu của N4. Liệu ví dụ trong từ gendio nguyên liệu này, hay là trong từ DOD là món ăn. Chữ tà N1 là mặt nghiêng đúng nhỉ? Chúng ta có từ naname đấy, là mặt nghiêng, mặt chéo. Tiếp theo chúng ta có bộ 69. Bộ 69 là bộ cân, có nghĩa là cái rìu. Đây đồng thời cũng là một chữ Hán luôn và là một chữ Hán ở cấp N1. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các chữ Hán thuộc bộ cân ấy thường nó liên quan đến cái hoạt động của gì nhỉ? Hoạt động cần đến rìu. Đấy, chặt chém, ví dụ các bạn có chữ tân N5 này. Đấy. Atarashi hoặc là từ shinen tân niên năm mới, chữ đoạn hoặc là đoán của N3 có nghĩa là cắt đứt đúng nhỉ? Ví dụ trong từ danzetsu là đoạn tuyệt. Hay là âm cương của chữ này là từ kotoaru là từ chối, hoặc là tatsu là cắt này. Chữ chảm, chảm chúng ta xem phim Trung Quốc ngày xưa ấy có từ sử chảm đấy, là sử chém nhá. Đây là kanji N1. Âm cương yomi của nó là kiru. Bộ số 70 là bộ phương. Bộ phương này có nghĩa là phương hướng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Chúng ta có chữ Hán điển hình của nó, ví dụ chữ lữ của N4 này, tabi là chuyến đi, hoặc là dio, ví dụ trong từ dioko lữ hành là đi du lịch. Chữ thi N1 hodokos tiến hành, thi hành, hoặc là từ jishi thực thi nhá. Tiếp theo chúng ta có bộ số 71. Bộ số 71 là bộ vô, có nghĩa là không. Các bạn thấy là nó khá là giống với lại bộ uông kiễng chân đúng không? Và nó cũng khá là giống chữ thiên nữa, nhưng mà nó bị khác ở cái phần này. Đấy. Nó khác chữ thiên ở cái nét thứ tư nhá. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta có chữ ký, Hán tự N1 là có chứa cái bộ vô này. Chữ ký này chính là trong từ sudeni, đấy có nghĩa là đã rồi, hoặc là trong từ kikon đúng nhỉ? Kikon là đã kết hôn. Đã làm gì đó thì thông thường người ta sẽ thêm cái chữ này đằng trước. Tiếp theo chúng ta có bộ 72. Bộ 72 là bộ nhật, có nghĩa là ngày hoặc là mặt trời. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ quan trọng.
các bạn quan sát một số hán tự điển hình của nó, ví dụ chữ Tảo của N5 Hà Yai là sớm này, chữ Xuân N4 Ha Rự mùa xuân, hoặc là Xuân trong từ Xê Xuân thanh xuân tuổi trẻ, chữ Tinh N3 là ngôi sao Hồ Si, hoặc là ví dụ sao Thủy đúng nhỉ, là Sư Xê đúng không, Thủy Tinh. Chữ Mộ của N2 Cừ Đê Rự có nghĩa là trời tối đúng nhỉ, mặt trời lặn. Và chữ lịch N1 ví dụ trong từ Yodeki dương lịch này, Indeki là âm lịch, Kyureki là âm lịch, lịch cũ. Thì thông thường mọi người thấy là thông thường những cái chữ của bộ Nhật ấy nó liên quan đến thời gian, liên quan đến ngày tháng năm đúng không? Tiếp theo nhá, chúng ta sang một bộ rất là giống với bộ Nhật này. Đây bạn, các bạn nhìn xem rất là giống đúng không? Nhưng mà nếu như bộ Nhật ấy nó trông như một hình chữ Nhật có phần đáy trên và đáy dưới, nó gì nhỉ, nó giống nhau, nó có độ dài bằng nhau, thì cái bộ viết này ấy, nó lại gì đây, nó lại giống một hình thang có phần gì nhỉ, có phần đáy trên lại dài hơn đáy dưới đúng không. Bộ viết này có nghĩa là rằng thì, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Và cái nét thứ ba này là không chạm vào đây nhá, nếu mà ở dạng bộ thì sẽ không chạm vào cái nét thứ hai. Một số hán tự điển hình, chữ Thư N5 Ca Cự, hoặc là trong từ Tô Sổ Cần đồ thư quán là thư viện. Chữ Thế N3 Cài Rự thay đổi này, chữ Canh N2 Sara Sarani hơn nữa, hoặc là từ Cô Xin Canh Tân đổi mới. Chữ Tằng N1 thì hiện tại có một số cái trường phái là cho hai cái bộ số 72 là bộ Nhật và bộ viết này là như nhau. Đấy, mặc dù ý nghĩa là nó khác nhau nhưng mà nhiều nhiều bên là bởi vì cách viết ra thì nó cũng tương tự như nhau cho nên là sẽ coi nó là một luôn. Ví dụ các bạn thấy ở bộ Nhật chẳng hạn như chữ Tảo nhá. Đây, chữ Tảo các bạn thấy là nó sẽ cách viết nó sẽ khá là giống cái bộ viết này đúng không? Chữ Tảo này nó người ta ví dụ chữ Tảo, chữ Tinh. Đấy, chữ Mộ hay là chữ Lịch người ta đều viết giống như là cái phần của chữ Thư, chữ Thế, chữ Canh hay là chữ Tằng này đúng không? Nó chỉ có mỗi cái chữ Xuân là nó viết giống chữ Nhật hoàn toàn. Đấy, đấy là lý do mà thực ra là bây giờ nhiều khi là người ta sẽ không phân biệt hai cái bộ này với nhau. Chúng ta nhớ luôn vào một cũng được, cũng không sao hết. Tiếp theo chúng ta có bộ 74 là bộ Nguyệt. Bộ Nguyệt có nghĩa là tháng hoặc là mặt trăng. Đây là một chữ Hán luôn và cũng là một bộ quan trọng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thì nếu như bộ Nhật các chữ Hán liên quan đến ngày tháng thời gian thì bộ Nguyệt cái nét nghĩa đấy nó không còn rõ nét như bộ Nhật nữa. Ví dụ các bạn có chữ chiều của N5 là buổi sáng này, Asa này đấy, hoặc trong từ Chô, trong từ Chô Sen là Triều Tiên đấy. Chữ Phục N4 Phước Cự là quần áo. Chữ Kỳ ví dụ trong từ Kigen kỳ hạn đúng nhỉ. Chữ Lãng Hogaraka là tươi sáng, sáng tỏ, hoặc là trong từ Roho là tin vui. Chữ Chẫm N1, cái này mà xem phim Trung Quốc thì các bạn sẽ rất quen đúng không? Vua hay xưng là Chẫm đúng nhỉ. Đấy, thì có một bộ rất là giống cái bộ này nhá, đấy là bộ Nhục. Đấy, chúng ta sẽ học ở những cái bài sau thì cách viết nó tương tự như thế này. Tiếp theo chúng ta có bộ 75 là bộ Mộc. Bộ Mộc này có nghĩa là cây hoặc là gỗ. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn và là một bộ rất quan trọng, chứa rất nhiều chữ Hán. Thông thường những cái chữ Hán thuộc bộ Mộc này sẽ liên quan đến cây cỏ. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Các bạn cùng quan sát một số chữ Hán. Ví dụ chữ Bản của N5. Bản này là mô tô là cái cội, cái gốc đúng nhỉ? Hoặc là hôn. Đấy, các bạn rất là quen từ Nihon rồi. Nihon có nghĩa là gì nhỉ? Cái chữ Nhật là mặt trời và chữ Bản là gốc đúng không? Thì Nihon có nghĩa là nguồn cội, gốc của mặt trời. Đấy. Chữ Lâm của N4 nhá. Là rừng đúng không? Hayashi này. Chữ Trụ Hashira là cột đúng nhỉ? Ngày xưa cột thì toàn là bằng gỗ thôi. Chữ Đào của N2, đào là Momo là quả đào, cây đào ấy.
Các bạn lưu ý là cái cây anh đào nó là sẽ là chữ anh sakura chứ không phải là cái chữ đào này đâu nhá. Đấy, đào này là cây cây đào, cây hoa đào của mình. Chữ thụ N1, thụ này trong từ cổ thụ. Các bạn thấy là gần như đều liên quan đến cây đúng không nhỉ? Một bộ quan trọng các bạn hãy nhớ. Tiếp theo chúng ta có bộ số 76. Bộ 76 là bộ khiếm hoặc có tên gọi khác là bộ khuyết, nó có nghĩa là thiếu. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta cùng quan sát một số chữ Hán tiêu biểu của bộ này. Đầu tiên là chữ K của N4, ư ta ư là hát này, hoặc là trong từ ca sư đúng nhỉ? Ca thủ nghĩa là ca sĩ. Chữ dục N3 là hồ si, đấy là muốn có, hoặc là từ yokubo dục vọng, ham muốn, khát khao. Chữ Âu của N2, Âu trong từ Osu châu Âu nhá. Chữ hoan của N1 trong từ kange hoan nghênh. Bộ 77 chúng ta có bộ chỉ. Bộ chỉ đồng thời là một chữ Hán luôn, có nghĩa là dừng lại. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số chữ Hán điển hình của bộ này, chúng ta có chữ chính N4 Tadashi này là chính xác này, hoặc là trong từ Seikaku cũng là chính xác luôn. Chữ tuế N3 là sai đúng không nhỉ? Isai hoặc là Nisai, Sansai, Hatsai vân vân. Trong từ vạn tuế đọc là ban dai, các bạn ý nhá, ban dai không phải là sai nữa. Chữ võ hoặc là vũ của N2, ví dụ trong từ bujutsu đúng nhỉ, võ thuật. Chữ lịch của N1, ví dụ từ tekishi đấy, lịch sử, hoặc là từ rideki lý lịch. Tiếp theo chúng ta có bộ 78. Bộ 78 là bộ ngạt. Bộ ngạt này nó không phải là ngạt mũi của chúng ta đâu, nó là tên bộ thôi, nghĩa của nó là xương tàn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nếu vậy chúng ta thấy là nó rất là giống chữ, một phần của chữ tử đúng không? Đấy. Và nếu mà bổ nhỏ hơn ấy, chia nhỏ hơn thì nó là bộ nhất và bộ tịch đúng không? Thì một số Hán tự điển hình của bộ ngạt này, chúng ta có chữ tử N4 này, si nữ này, hoặc trong từ si bô tử vong, chết. Chữ tàn nô cô rự còn lại sót lại, hoặc là từ gian nên đáng tiếc, giang điều là làm thêm. Chữ thù N1 âm cương của nó là cô tô, cô tô nhị là đặc biệt giống từ tokubetsu. Và âm oyomi là siêu trong từ tokusiu là đặc thù. Bộ 79 là bộ thù, có nghĩa là binh khí. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nếu chúng ta quan sát thì thấy là bộ này nó sẽ được cấu thành bởi ở phía trên là bộ gì nhỉ? Trên là bộ kỷ là cái bàn và dưới là bộ hữu đúng không? Thì một số Hán tự điển hình của bộ thù nhá, ví dụ chữ sát của N4 này, koros là giết, hoặc là trong từ sachijin là sát nhân, là giết người. Chữ ẩu naguru là đánh, của đánh đấm của N3, hoặc là từ oda ẩu đả. Chữ hủy của N1 trong từ haki phá hủy. Mọi người thấy đều liên quan đến cái việc đánh đấm giết chóc đúng không nhỉ? Liên quan đến vũ khí. Tiếp theo chúng ta có bộ số 80. Bộ 80 là bộ mỗi, có nghĩa là đừng. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Nét thứ tư là nét ngang, nét cuối cùng. Một số Hán tự điển hình chúng ta có chữ mẫu của N5 haha này, hoặc là trong từ bô đúng nhỉ, trong từ gì nhỉ, trong từ xô bô là bà, hoặc là từ bô gộ có nghĩa là tiếng mẹ đẻ của mình. Chữ độc của N3 nhé, đọc là đô cự luôn, và trong rất nhiều từ, trong từ xô đô cự đúng nhỉ, tiêu độc, khử độc. Tiếp theo chúng ta có bộ 81. Bộ 81 là bộ tỷ, nghĩa là so sánh. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đấy. Nếu chúng ta thấy thì bộ tỷ nó gần như là hai cái bộ chủy ghép lại với nhau đúng không nhỉ? Hán tự điển hình chúng ta có chữ tỷ của N4 kuraberu là từ mang nghĩa so sánh, hoặc là từ hikaku so sánh này.
chữ dai của N3 trong từ Mina hoặc là Minasan. Từ ghép thì có từ giai cấp Kaikyu. Những cái cách đọc thêm của Hán tự ấy, của những cái chữ Hán điển hình này ấy, thì các bạn tham khảo thêm thôi nhé, các bạn chưa cần phải nhớ ngay. Những cái nào ở cấp dưới thì các bạn cần nhớ, còn những cái nào mà ở cấp cao hơn thì các bạn học ở những cái bài sau. Tiếp theo chúng ta có bộ số 82 là bộ Mao. Bộ Mao có nghĩa là lông, đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta thấy cái bộ Mao này rất là giống một bộ chúng ta đã học rồi đúng không nhỉ? Đấy là bộ Thủ. Nếu như bộ Thủ ấy, cái nét thứ tư này nó sẽ gì đấy? Đây nó sẽ cong sang bên trái, nó sẽ móc sang bên trái thì cái bộ Mao này nó lại sang bên phải. Hán tự điển hình nhá, chúng ta có chữ Mao của N3 đúng nhỉ? Đấy, đọc là âm cương là kê, ví dụ từ Camino kê là sợi tóc đấy, hoặc là trong từ mô, mô là cái gì nhỉ? Là cái chăn. Chữ vĩ của N2, ô là cái đuôi. Tiếp theo chúng ta có bộ số 83. Bộ 83 là bộ thị, có nghĩa là họ. Đây đồng thời là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chữ Hán điển hình chúng ta có chữ dân của N3, âm cương đọc là Thami, thần dân, hoặc là trong từ Cocumin, quốc dân đúng nhỉ, hay là Nomin, nông dân. Tiếp theo bộ số 84 là bộ khí, có nghĩa là hơi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Chúng ta có chữ Hán điển hình của nó là chữ khí của N5. Chữ này thì các bạn rất là quen thuộc rồi, nó giống cái bộ khí này, nó là bộ khí này và có thêm một cái gì nhỉ, có thêm một cái phần gạch chéo ở trong nữa, giống hình chữ X ở trong nữa. Khí này trong từ Kimochi đúng nhỉ, cảm xúc, cảm giác này, hoặc trong từ cư ki, không khí. Ngoài chữ này ra thì còn có một bộ nữa, đó là bộ thủy nhá. Bộ thủy ở bên tay trái và cái bộ khí ở bên tay phải là khí, đấy là trong từ hơi nước. Thì cái đấy, chữ đấy người ta xếp vào bộ thủy chứ không phải là bộ khí này, cho nên là không liệt kê ở đây. Tiếp theo chúng ta sang bộ số 85. Đây, vừa nhắc đến bộ thủy là có bộ thủy liền. Bộ thủy có nghĩa là nước. Đây là một bộ, đồng thời là một kanji và là một bộ rất quan trọng, chứa nhiều Hán tự. Ở giữa này là dạng chữ thủy. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở bên tay trái là dạng bộ thủy có ba nét, hay còn gọi là ba chấm thủy. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba. Có thể nói là cái dạng bên tay trái này là dạng chứa nhiều Hán tự nhất. Ở bên tay phải, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Thì đây là bộ thông thường khi chữ thủy nó ở khi bộ thủy nó ở phần dưới của các chữ Hán khác. Chúng ta cùng quan sát một số Hán tự điển hình nhé. Ví dụ chữ thủy của N5 này, mi là nước, hoặc là trong từ nãy có từ sao thủy đúng không nhỉ, là sư xê, chữ thủy và chữ tinh này. Chữ trì, y kê là cái ao của N4, hoặc là trong từ đen chi, điện trì là pin. Chữ cầu của N3, chữ cầu này trong từ mô tô mê rự là mong cầu, hoặc là trong từ yô kêu là yêu cầu. Chữ trạch của N2 là đầm lầy, sao à xin lỗi, là ta cự chứ. Và có một cái từ đặc biệt các bạn hay dùng, đấy là từ ta cứ sang, có nghĩa là nhiều. Chúng ta học từ rất là lâu rồi, ở sơ cấp đã học rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà cái từ đấy khi mà viết ấy, nó viết bằng chữ trạch và chữ sơn đấy. Có thể là bởi vì ngày xưa địa hình đầm lầy và núi nhiều quá nên là người ta cho rằng hai cái địa hình đấy là hai địa hình rất nhiều, người ta ghép luôn hai tên đấy để tạo ra cái từ ta cứ sáng mang nghĩa là nhiều nhá. Chữ tuyền Hán tự N1 có nghĩa là suối, Izumi, hoặc là trong từ cô sen đúng nhỉ, hoặc là ôn sen là từ các bạn quen thuộc hơn, là chữ ôn và chữ tuyền có nghĩa là suối nước nóng. Các bạn thấy là gần như những cái chữ Hán này nó đều có liên quan đến nước đúng không? Đấy. Và nếu như chữ thủy và chữ tuyền là ở dạng giữa thì chúng ta có chữ trì, chữ trạch là ở dạng bên trái, còn chữ cầu là ở dạng bên phải đúng không? Tiếp theo này chúng ta sang bộ số 86 là bộ hỏa, có nghĩa là lửa. Thì
Đây đồng thời là một chữ Hán luôn, cũng là một bộ tương đối quan trọng nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, nét thứ ba, nét thứ tư ở dạng bên tay trái này là dạng chữ hỏa. Còn có một dạng khác cũng thường được dùng, đó là dạng bên tay phải. Dạng bên tay phải này thường người ta gọi là dạng 4 chấm hỏa. 1, 2, 3 và 4. Chúng ta cùng quan sát một số chữ Hán thuộc bộ hỏa. Chữ hỏa của N5, khi, ngọn lửa hoặc là tử cờ, đúng nhỉ? Kayobi là thứ 3, đúng nhỉ? Chữ điểm của N4 này, trong từ Yakuten, nhược điểm. Chữ thiêu, Moeru, cháy này, của N3. Chữ chiếu, Terasu, chiếu sáng đấy. Hoặc là Shome là chữ chiếu ghép với chữ minh, có nghĩa là chiếu sáng nhé. Chữ phiền, N1. Và Jirawashi hoặc là trong từ phiền não, Bono. Mọi người thấy là gần như đều liên quan đến lửa đúng không? Tiếp theo, chúng ta sang bộ 87. Bộ 87 là bộ chảo, đồng thời đây là một chữ Hán luôn. Bộ chảo này có nghĩa là móng vuốt, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Ở dạng bên tay trái này ấy, là dạng chữ chảo Hán tự, còn dạng bên tay phải là dạng trong các chữ Hán khác nhé, và thông thường là ở trên, nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Một số kanji điển hình chúng ta có chữ chảo của N3 này. À, chữ chảo của N2, thực ra cái N mấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Tsume, đúng nhỉ, là móng tay. Chữ tước của N1 với trong từ bá tước, hashaku hay là hầu tước, công tước, nam tước ấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta có bộ số 88 là bộ phụ, có nghĩa là cha, và đây là một chữ Hán luôn. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đây là một chữ Hán chúng ta học từ N5 rất là quen thuộc rồi đúng không? Điển hình là chính nó luôn nhé, chữ phụ của N5, chi chi, đúng nhỉ? Hoặc là trong từ sô phụ là ông. Tiếp theo chúng ta có bộ 89 là bộ hào, là bạch bát quái, thì nghe nó hơi lạ. Bộ này thì nó cũng không có nhiều Hán tự tạo thành lắm, nó không tạo thành nhiều Hán tự lắm, các bạn tham khảo thêm. Nét thứ nhất này, nét thứ hai, ở trên nó giống hình cái kéo đúng không, nét thứ ba và nét thứ tư, và ở dưới nó cũng giống hình cái kéo luôn. Hán tự điển hình chúng ta có chữ sảng của N2, sảng là trong từ sảng khoái nhất, shokai, hoặc là trong từ sawayaka có nghĩa là dễ chịu, thư thư thái, sảng khoái. Bộ số 90 là bộ tường, có nghĩa là tấm ván hoặc là tường, tường của tiếng Việt mình ấy, đúng nhỉ? Bức tường ấy sẽ là cái bộ này. Ở dạng bên tay trái của chúng ta này, nó là dạng mà trước đây thường được dùng, còn ở dạng bên tay phải ấy, là dạng mà hiện tại người ta đã giản lược nét, có thể coi là dạng giản thể của nó. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Thì bên này sẽ là nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba. Một số Hán tự điển hình của bộ tường chúng ta có chữ tướng của N3. Đây, người ta dùng dạng gì nhỉ? Người ta dùng dạng ở bên tay phải đúng không? Dạng giản thể ấy. Tướng hoặc là tương nhé, tương trong từ shōdai, tương lai, tướng trong từ shogun, tướng quân. Chữ tráng của N1 đúng nhỉ? Trong từ shōdai, tráng đại, có nghĩa là hoành tráng, hùng tráng, hoặc là tráng sĩ cũng dùng từ này này. Chữ sàng là một chữ N0, có nghĩa là nó không thuộc N1. Nó là một chữ cấp cao và nó sẽ viết ở dạng bên phải này. Đó, thì hôm nay chúng ta nghiên cứu đến bộ số 90. Ở các bài học sau thì chúng ta sẽ học tiếp các bộ tiếp theo trong chuỗi 214 bộ thủ. Hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn nhớ like, theo dõi các video bài học của anh Sensei nhé.